Theo báo cáo mới nhất về tình hình trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 1 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ nhiều tên lửa do quân đội Ukraine phóng qua Begorod, đồng thời ngăn chặn nỗ lực tấn công của Kiev vào khu vực này. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine ở Donetsk, Kherson, Krasnij Liman và các hướng khác, nhắm mục tiêu vào các trạm căn cứ tác chiến điện tử, hệ thống tên lửa phòng không, cũng như đánh chặn nhiều máy bay không người lái của đối phương. Cũng trong ngày 3 tháng 1, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine thông báo quân đội Ukraine tiếp tục giao tranh dữ dội với quân Nga ở tàng ngạn sông đối Dnipro và các hướng khác. Lực lượng không quân Ukraine đã tiến hành các cuộc không kích vào nhiều vị trí, thiết bị và binh sĩ của Nga. Ukraine cũng phóng tên lửa tấn công các sở chỉ huy quân sự của Nga và các mục tiêu khác. Trong một diễn biến liên quan đến cuộc xung đột, Ukraine ngày 3 tháng 1 thông báo nước này và Nga đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn nhất sau gần 2 năm xung đột bùng phát. Theo đó, Nga đã thả 230 binh sĩ của phía Kiev, trong khi đó Moscow tuyên bố Ukraina đã thả 248 quân nhân.